Rồi, số đồ kênh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 23 tháng 2 em sẽ lên kỳ là 680. Thì kỳ 680 này em lên cho anh em là máy nha. Hôm nay thì em đa số là em lên máy kim loại hết. Đó, thì em còn một clip nữa là máy carbon cho anh em chơi. Thì máy kim loại hôm nay là hàng máy khá là sáng và đẹp luôn á. Có 10 cặp máy nha. Đây, 10 cặp máy, em phân ra 10 cặp máy là máy giống nhau. À, có máy giống nhau để em phân cho anh em để cho anh em chơi cặp cho nó đồng bộ ha. Thì hôm nay thì máy Daiwa, Shimano hay là Ryobi, Olympic đó, các hãng là máy Nhật hết nha anh em. À, đây, ở trên đó thì có hai con Daiwa đầy rất là đẹp luôn. Đây. Ha. Thì clip hôm nay, clip 680 này em sẽ bao ship cho anh em hết trơn tất cả nha. Anh em nào một đơn, hai đơn thì em cũng bao ship hết nha anh em. Đó, thì giá hôm nay đã bao gồm phí ship hết trơn rồi. Rồi, anh em nào chốt hàng thì chốt theo số điện thoại này 0988546535 nha. Số này là có Zalo luôn nha anh em chốt Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin em thì sẽ chốt hàng nhanh nhất. Rồi, em sẽ lên hàng cho anh em nha. Đầu tiên em sẽ lên cặp máy Daiwa ST. Đây, hai con ST 700 và ST 750. Đó, hai con này. Đây, mấy dòng này thì khá là nhiều anh em thích nè. Bữa hổm em về trước Tết thì em có về cũng tầm khoảng cỡ là 3-4 con gì đó. Thì anh em lấy cũng hết rồi, cũng có một vài anh em hỏi nữa. Thì anh em nào mà gặp thì mình lấy nha. Đây, con này là con ST 700 và con này là ST 750. Con ST 700 này là size của nó là size 2000 ha. Size 2000, máy quay hoạt động rất là ok luôn nè, hoạt động mượt mà chu trơn nha. Đổi tay trái phải được, mô bin sống. Đây, gạt cước con lăn. Đây, con lăn cước nè, con lăn cước còn sáng đẹp. Thì con 2000 này được sản xuất ở Thái Lan. Đó, tới con ST 750 này là size 3000, được sản xuất ở Japan. Đây, được sản xuất Japan luôn, con này nha. Thì mấy con này thì có xuất sắc nha anh em. Có xuất sắc. Đó, tổng thể thì khá là sáng nha. Tầm khoảng cỡ là 80%. Đó, máy quay rất là ok luôn. Đó, chống đau ngược, gạt cước ngon lành. Rồi, cặp này là mã số là số 1 đầu tiên. Em để cho anh em giá là 400. Đó, mã số 1 này giá là 400 nha anh em. Rồi. Đây. Con 2000 và con 3000 giống nhau. Tiếp theo mã số 2. Đây, mã số 2 thì đây mã số 2, số 3, số 4 luôn. Thì là một loại một là CX Ryobi. Dòng Ryobi này xài rất là bền nha. Bao anh em xài 2-3 năm trời vẫn bình thường. Anh em chỉ có vô dầu vậy thôi là chơi tiếp rồi. Mấy dòng này là nó không có hư gì đâu anh em. Anh em chơi thoải mái đi. Hay rất là bền nha. Để anh em với cái giá này anh em có thể là mua được 1-2 con máy hàng chợ. Mẫu mã thì nhìn nó rất là đẹp nhưng mà nó độ bền, nó không có độ bền bằng mấy con này đâu anh em ha. Anh em chơi là một con này anh em có thể là chơi chấp được một hai con kia luôn đó. À, anh em chơi một con một anh em chơi tầm 2-3 năm trời, 2-3 năm trời cũng không hơi hắn như nó đâu đó. Khi anh em biết bảo quản thì anh em chơi chơi tới rồi con thì cháu mình luôn á. Đây thì cái con này là một con đầu tiên là con Ryobi CX2B. Nó con CX2B này thông số cước nó vô rất là nhiều luôn em. Cước số 3 nó vô tới 200m, rồi cước số 2 nó vô là 290m ha. Không phải, cái này cước này nó để không chuẩn đâu ha. Em nghĩ con này sai tầm khoảng cỡ là con này cỡ 2500-3000 thôi. Con này sai cỡ tầm 3000 anh em. Con này nè ha, cỡ sai tầm cỡ 3000 á. Nè. Máy quay nè, máy quay nhẹ tay luôn, đổi tay được trái phải nha anh em, mô bình sống nè. Đây, mô bình sống xây được luôn. Đó. Nè, máy quay qua, mấy máy này quay nó rất là nhẹ luôn. Rồi, đây con này con CX1B. Con này CX1B thì con này size của nó tầm 2000 ha. Con này size 2000 và một con size 3000 nha anh em. 2000 và 3000 luôn nè. Nè, con này quay thì cũng rất là nhẹ. Dòng này quay nhẹ tay à. Anh em câu được dòng này là anh em lấy được mấy dòng này anh em về anh em đánh đã lắm. Thì con này cái tem của nó hơi sụp sịch ha. Để em chấm kèo lại. Đó. Đổi tay trái phải còn khá là sáng luôn. Mấy con này mới độ mới tầm khoảng cỡ là 70-80% hết trơn. Rồi. Cặp này là mã số 2. Hai con này hàng Japan hết nha. Hàng của hàng Ryobi. Nó hàng Japan hết. Rồi cặp này mã số là mã số 2, để cho anh em giá là 370.000. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng vậy luôn. Mã số 3 thì size to hơn. Mã số 3 thì hai con này size tầm 4000 nha. Cặp này là cặp size 4000. Đó. Đây, cặp này size cỡ 4000. À, con CX3B. Nè.
CX3B. Hai con này thì nó là bị mắc một bên tem hết nha ha, hai con này còn tem nè, còn đủ tem hết, có cặp số 4 mới mắc tem. Đây Ryobi CX3B, hai con này giống nhau nha, có là cối carbon nha anh em. Hai con này cối carbon nè, máy quay rất là nhẹ luôn anh em, nó chơi dòng này anh em riềng luôn á, này quay nhẹ lắm luôn á. Đây đổi tay trái phải mô bình sống hết nha, thì tất cả hôm nay hàng em được đổi tay trái phải hết nha anh em, đổi tay trái phải được hết luôn. Rồi hai con này có dây sẵn cho anh em luôn ha, thì cặp này giá là 400, cũng là hàng da ben luôn, mã số là mã số 3, hai con này là size 4000 nha. Tiếp theo mã số 4, đây mã số 4 em có hai con, hai con CX2, hai con này size tầm khoảng có 3000 nha, hai con này size 3000 luôn anh em. Đây nè, dòng này thì hai con này bị mắc một bên tem nè, mắc một bên tem hết giống nhau, được cái là cối của nó là cối kim loại nha anh em, hai con này cối kim loại luôn anh em, xài rất là bền. Mô bin sống, đổi tay trái phải hết trơn luôn. Này máy quay nhẹ te, dòng này quay máy quay rất là nhẹ nha, nhẹ lắm luôn á. Rồi Ryobi đó. Rồi cặp này, cặp này mã số 4, đâu cặp này mã số 4 em để cho anh em giá là 350 rồi nè, cặp số 4 này mắc một bên tem, để cho anh em 350 rồi. Tiếp theo mã số 5, đây mã số 5 thì em có cặp, cặp này hai con máy đai qua, đây hai con máy đai qua, khoan con Ryobi, con một con Ryobi con đai qua nha. Đây một con Ryobi GX200, đây con này tem đầy đủ luôn, còn khá đẹp. Máy quay nhẹ te nè, một bình sống đôi tay chứ phải dòng. Đây con lăn cước là xứ luôn nè, khỏi sợ bị mòn cái con lăn cước ha, trong thể con này khá là ok luôn đó. Rồi tiếp theo là một con máy là con đai qua, con đai qua bít gì nè, đai qua pin bít gì đó. Đây con này còn khá là sáng luôn nè, không thể khá là sáng, tay quay khá đẹp nha, máy quay hoạt động thu trơn nó. Con này size cho tầm khoảng cỡ là 4-5 ngàn nha anh em nó, thì con này size tầm hơn 3000, nó một con 3000, một con size là 4-5 ngàn nè anh em, thấy không đó. Thì cặp này mã số để cho anh em, mã số 5 giá là 400k ha, hai con này mã số 5 400k đó. Hai con này được sản xuất ở Japan hết à, sản xuất Nhật hết. Rồi tiếp theo đây cặp này nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh em, nào chút nhanh thì còn cặp này nè, đây cặp này nhỏ mà có vỏ này, mã số là mã số 6. Này đầu tiên là một con máy là dòng này dòng Ryobi Auto ha, Ryobi Auto, thì con này là một con này là một con đây cốt to luôn ha, con này là con cốt to nè anh em đó, nhỏ nhưng mà có vỏ, đây cái cốt rất là to luôn anh em thấy không đó, mô bình sống nha, đổi tay được trái phải hết trơn luôn anh em. Đây con này có chế độ là tháo cối nhanh, đây tháo cối nhanh nha, để em tháo cối cho anh em coi, chế độ là tháo cối nhanh. Đây bấm cái này nè, bấm cái này cái ra đấy, đổi tay trái phải thì con này size tầm khoảng cỡ là 1000 thôi, hai con này size 1000-1500 anh em ha, size 1000-1500 power full, con này auto đó, máy đổi tay trái phải mô bình sống, dòng máy chạy rất là ngon luôn. Đây thêm con này nữa, con này cũng dòng auto new power full nó Ryobi luôn, con này cũng là size 1000-1500 luôn nha anh em. Nó cặp này nè, nó auto thì con này khá đẹp luôn, dòng này cặp này khá là sáng nha. Rồi mã số 6 này để cho anh em giá nhiều 400k thôi đó, anh em là chốt nhanh thì còn cặp này nha. Tiếp theo mã số 7, đây mã số 7 này cũng khá là ngon luôn anh em nè. Đây cái con của đuôi chuột nhỏ xíu nè, rất là nhiều anh em tìm đây. Đây con này là một con ST600RD nha, size của nó size tầm khoảng cỡ 800 đến 1000 thôi, size nhỏ nha anh em đó. Anh em thích câu tôm nữa thì mấy cái con này là anh em câu tôm là khỏi chê luôn, câu tôm câu bè rồi. Đây con Ryobi, con này đuôi chuột nha, size nhỏ, dưới lại con này size 2000, con đai qua ST750, con này size cỡ 2000 nha. Đây đổi tay trái phải luôn, mua bình sống, dòng này quay nhà te này. Đó rồi cặp này mã số là mã số 7, giá cũng là 400 luôn nha anh em. Đây mã số 7 này 400 luôn. Tiếp theo mã số 8, đây mã số 8 em có hai con Ryobi, cặp Ryobi, cặp Ryobi carbon nha, carbon 2000 dưới lại là carbon 1000, thì con này một con size 2000 và con size 3000 nha, con nhỏ này size 2000 nha anh em, nó carbon 1000 này nó để là size thực nó tới là 2000. Hai con máy này còn khá là sáng luôn, hai con nào cũng đẹp hết, gato cũng khá là nhanh nha anh em, còn mấy con này quay nhanh đi chứ. Này con lăn cước này, con lăn cước bằng sứ luôn, tổng thể thì khá là đẹp, chưa có mở nè, chưa có mở cái bọc luôn
đó. Con này size 2000 nha. Con này là size 3000 nè. Con này là carbon win TOB, hàng da ben hết. Hai con này được sản xuất ở Nhật hết trơn luôn. Đó, cặp này. Nhau, cặp này khá là ngon luôn nha anh em. Đây, cặp này giá của nó là 400k luôn ha. Nè, hai con hàng da ben 400k cho anh em chơi luôn. Size 2000 và 3000 ha. Mấy cái size này vừa cho anh em câu cá vặt, câu tôm, câu bè đâu á là vừa chơi lắm ha. Đó, thì cũng có nhiều anh em mình đã có một con máy rồi, như là một con máy Satiga hay là Sella đâu đó, thì anh em cũng vẫn mua mấy cái này thì anh em câu mấy con cá nhỏ, cá vặt đâu đó, thì mình đâu có lấy cái máy to mà máy xịn mình câu đâu. Mình phải mua mấy ảnh, phải mua một cái con máy dài, con máy này hàng đại trà này nè, hàng giá bình dân vậy nè, nó để mình câu những con cá vặt đó ha. Chứ câu những con cá vặt hay là câu bè đâu á, mình xách một cái con máy giá trị rất là cao câu thì nó mình để nó chạy xước nó cũng tiếc ha. Đây rồi, tiếp theo là cặp mã số là mã số 8. Đây cặp số 8 này, hai con ấy đây qua đây, một con đây qua printer mắt. Con này dòng này phải nói là quay nó khá là nhẹ luôn nè, rất là nhẹ luôn. Con này hàng da ben nha, chứ không phải là Đài Loan nữa. Thường thường có cái hàng Taiwan, cũng có hàng Taiwan nha. Taiwan đây, Taiwan bên đây nè. Taiwan là mã số 10 kìa. Rồi cặp này mã số là mã số 9. Đây cặp mã số 9 này, hai con máy đai qua. Con đai qua này size tầm, con đai qua này thì size tầm khoảng cỡ là 2000 nha, 1500-2000. Con này cỡ 1500-2000. Tiếp theo là một con đai qua nữa. Con đai qua này được sản xuất ở Thái Lan nè. Đây một con lông cát nha anh em. Con này size chắc tầm khoảng cỡ 3000 nha. Con lông cát này size cỡ 3000, máy quay nhẹ te luôn anh em. Nha, dòng này quay rất là nhẹ. Rồi, con này là cặp này, một con 2000 và con 3000 nữa. Mã số là mã số số 9 nha, mã số 9 để cho anh em giá là 350 nha. Chạy ra chỉ có 170.000, 175.000 con thôi nha. Hàng da ben mà có 175.000 con, nói chung là thua giá sỉ nhập nữa anh em. Này, tiếp theo là mã số 10. Ê, mã số 10 em có hai con giống nhau nữa, hai con là carbon printer nè. Thân tổng thể của thân của nó là thân carbon nha, còn tay quay là tay quay kim loại anh em. Thân giờ cối là carbon. Nó hai con này. Một con là 800. Size của nó thì size thật nè. Cước số 2 vô là tới là 220m luôn ha. Cước số 3 vô là 150m. Con này size hàng rưỡi 3000 nha anh em. Đây hàng rưỡi đến 3000. Tiếp theo là một con là con to nè, con này cũng size là cước số 4 vô là 190m, cước số 5 vô là 150m. Con này size 45000 nha. Đó. Đây, hai con này còn mới sáng luôn. Phải nói quay mấy con này anh em quay khá là thích luôn á. Nó nhẹ te mà nó tiếng nó đã hay sao á. Đây, mua bình sống đổi tay trái phải luôn nha. Này, hai con này được sản xuất ở Taiwan nè. Nó đai qua của Taiwan nha ha. Mới cáo luôn. 80% bằng lên hết trơn. Thì cặp này để cho anh em giá nhiêu? Cặp này để cho anh em giá là 400k ha. Một con máy size tầm khoảng con 3000, con 5000 á, cỡ đó đó. Rồi, tiếp theo mã số 10 rồi, tiếp mã số 11. Đây cái con máy, mấy con máy lẻ nè. Clip hôm nay hơi dài nha, tại vì em lên nhiều máy á, tầm khoảng cỡ 37 con, 36, 37 con. Tiếp theo là một con đây, anh em nào muốn chơi dòng Shimano MIGZ. Nha, cối là thân là thân kim loại, cối là cối carbon MIGZ. Thì con này size tầm khoảng cỡ là 5000. Cước số 5 vô là 150m nha, cước số 6 vô 130m. Con này size cỡ 5000 nha anh em. Đây, máy quay còn mượt lắm ha, chu trơn. Đây, một chu trơn luôn, con lăn cước còn khá là sáng. Nè, không phải thì có xước giác nha, có xước sát anh em. Đó. Đổi tay trái phải mô bình sống. Nè, máy quay ngon lành ha. Anh em nhìn tay quay nè, tay quay còn mới cáo luôn anh em. Đó. Rồi con này mã số là mã số 11 ha. 11 này để cho anh em giá là 300 nha. Tiếp theo mã số 12. 12 tiếp tục là một con máy Shimano. Đây một con Shimano GS, chạy dòng này chạy bật đạn hết nha. Đây, con này con lăn cước nè, con lăn cước còn đẹp luôn nè. Đó, tối. Có kim loại nha nè. Con này toàn thân là kim loại luôn. Shimano GS-2. Con này size thật của nó tầm khoảng cỡ 6000. Con này size 6000 nha. Máy quay nhẹ te. Nè, cái tiếng quay nè không có lắc gì hết trơn. Đó, anh em nào không thích, anh em nào không quan tâm đến độ xấu đẹp á thì mình lấy nha anh em.
nè, muốn quan tâm về độ bền thôi thì mình lấy nó, thì con này size 6.000 để cho em giá là 350k ha. Con Shimano mã số là mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Đây mã số 12 thì em có tiếp tục là một con Shimano nữa ha, con New Dust. Đây Shimano con này có xuất sắc nha. Thì tổng thể thì còn khá là sáng. Đây tay quay sáng chân luôn. Con này được sản xuất ở Japan luôn nha nè. Con này made in Japan luôn nha. Máy quay nhẹ te, không có quơ lắc luôn nha. Đó. Đó, rất là nhẹ. Rồi con này size cũng là 6.000 luôn nha anh em. Con này size 6.000 luôn, để cho anh em giá là 270.000. Đó, con Shimano nữa nè. Anh em thích dòng Shimano mình lấy nha. Thì tổng thể thì có sức xuất sắc nè. Tiếp theo mã số. Tiếp theo là mã số 10, con này mã số 13 nha. Mã số 13 này giá là 270.000 nha anh em. Con này mã số 13. Tiếp theo mã số 14. Đây 14 là em có một con Daiwa Super Aseno 1 nha. Đây Super Aseno 1. Con này thì có xuất sắc luôn nha. Con này cũng là xuất sắc luôn. Đó. Nè, máy quay thì còn ok, chu trơn. Đó. Dòng này quay chu trơn luôn. À, đổi tay trái phải, mô bin sống luôn nha. Để em nhận cái mô bin. Nè, nó gửi gà còn kêu luôn. Thì con lăn cước thì nè, nha, chỗ này thì nó hơi bị ten xíu nha. Thì con lăn cước thì còn sáng. Đó. Con này giá rẻ cho anh em chơi nha. Con này size tầm khoảng có 7.000. Ha, một con máy size 7.000, giá chỉ có 300k thôi nè. Mà số 14 nha. Con này size 7.000. Đổi tay trái phải được ha. Máy quay ok. Tiếp theo, mã số đây, trên đây là mấy con máy đẹp không luôn nè. Tiếp theo là mã số 15. Đây. 15 thì em có một con Daiwa. Ha. Ở đây thì em có một con Daiwa Sportline XT0. Đây con này Gato là 3.8 nha anh em. Đây. Con này mắc một bên tem nha. Nè, mắc một bên tem, tổng thể máy còn khá là sáng luôn. Đó. Đó. Đây con lăn cước khá ok luôn. Hàng Japan. XT0 này khá là nhiều anh em thích tại vì nó quay nhẹ lắm. Máy này quay rất là nhẹ và mượt luôn. Nè, nó đầm lắm, quay đầm nữa anh em. Nè. Đó. Nè. Rồi, thì con này là XT0, size thật của nó là size 6.000 nha. Đó, con này size 6.000 thì em để cho anh em giá là 350, mã số 15 nha anh em. Con này 320 chứ. Con mã số 15 320.000 nha. Đã bao gồm phí ship luôn. Tiếp theo, mã số 16. Đây, 16 là một con Ryobi. Dòng này đây dòng này nó có hai cái lỗ không hai bên biết làm gì. Đây. Đó. Con này RX 3.5, size thật của nó là size 5.000 nha. Con này size cỡ 5.000 anh em. Đây, con lăn cước nè. Con lăn cước bằng sứ luôn. Này, đổi tay trái phải nha. Đây. Chống đau ngược nè, chống nó dính nha. Đây, nó máy quay nhẹ te luôn anh em. Dòng này anh em là thích không ít tiếng ồn e thì mình lấy nha. Nó không có tiếng kêu e luôn. Nó kêu rất là nhỏ, có nhưng mà rất là nhỏ. Đây coi lần. Đây, mô bin sống nha. Đây. Tay quay kim loại luôn. Con này size tầm khoảng có 5.000 quá. Con này kêu 5.000. 5 đến 6.000 á. Cũng sơ xích với con đó, cái cối nó cũng sơ xích với bình còn số con đó. Con này mã số là mã số 16 nha anh em. Giá là 300k. 320k chứ. 16 này 320k luôn. Tiếp theo mã số 17. Đây, 17 con này khá là đẹp luôn. Một con Daiwa Aseno 1 nha. Đây, Aseno 1 còn khá là sáng nè. Tầm 80%. Đây, máy quay nhẹ te. Đó, đổi tay, đổi chiều nè. Con này, cái tay quay nè, tay quay còn sáng trưng luôn. Nào, mô bình sống nha, đổi tay trái phải. Dòng này đổi tay trái phải được hết nha anh em. Cái cối này lâu ngày nó chưa có mở bởi hơi cứng, mở rồi là nhẹ lại. Đó, mua. Đây, con này size tầm khoảng cỡ là 5.000 nha. Con này size cỡ 5.000 luôn. Aseno 1 nè. Máy quay nhẹ tay luôn. Rồi con này mã số 17, giá là 270.000 ha, con này 270 nha. Tiếp theo mã số 18. 18 em có một con Ryobi. Hai con Olympic nha. Let's go 300V0 nha anh em. Dòng này thì cái cối của nó hơi bị chóc sơn nha. Hơi bị chạy, hơi bị xước. À, cái cối hơi bị xước nhiều nha. Xước chỗ này nè. Còn cái họng cối thì ok nha, không có xước dâm thôi. Anh em ra dây thoải mái. Đó, con này Let's go 300V0, size con này size to nha. Con này size tầm khoảng có 7-8.000 nha anh em. Con này size 7-8.000. Máy quay đổi tay trái phải một chân luôn nè. Không có vô lắc gì luôn á.
thì tổng thể của nó thì nó hơi xuất sắc thôi. Anh em nào không, anh em không quan tâm đến độ mà độ xấu đẹp á, thì mình lấy con này ha, size 8000 thì thích hợp cho anh em câu biển rồi đó. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 18, để cho anh em giá nhiêu, giá là 400k ha. Con này giá 400k, mã số 18, size 8000 luôn. Tiếp theo mã số 19, đây 19 với 20 giống nhau. Đây 19 với 20 giống nhau, anh em nào có điều kiện mình lấy cặp này luôn nha anh em. Hai con Silverline 1000. Silverline 1000 này size thật của nó là size 5000 nha. Đây cước số 5 vô là 170m, cước số 6 vô là 130m. Đó, hai con này thì độ mới như nhau nha. Đây, độ mới hai con này như nhau luôn. Nè, mã số 19 và mã số 20. Đó, giống nhau. Độ mới là như nhau. Đây. Đây, đổi tay trái phải luôn, hai con này size 5000 nha, máy quay nhẹ teo nè. Nè, anh em nào thích chơi kim loại mà anh em thích chơi kim loại mà mới á thì đây, có hai con 19 và 20 size 5000, Silverline hàng Japan hết nha. Rồi, con này mã số 19 và 20 là 350 một con nha anh em. Đây 350.000 một con. Nè, mã 19 và mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 em có một con Silverline, con Silverline 2000. Đây Silverline 2000 này size thật của nó to đi nha. Con này size của nó là size 7000 nha anh em. Cước số 7 vô là 190m nha. Nè, cước số 7 vô 190m. Nè, máy quay ok ngon lành nha, chu trơn. Nè, máy quay rất là chu trơn luôn. Đó. Nè, tay quay còn khá là sáng nha, có sức dâm. Cối thì rất đẹp, cối là bao đẹp luôn. Con này cối đẹp quá đẹp. Đó. Rồi con này mã số 21 nha. Con 21 này giá là 470.000 nha anh em. Con này size 7000 nha. Đó, tiếp theo mã số 22. Đây, lên trên là mấy máy đẹp không nè, 22. Máy của máy cổ nè, có 3 con máy cổ luôn anh em. Đây, con Roddy nè, con Roddy, dòng Roddy này nó là trang sức lâu lắm rồi, nhưng mà giờ nó còn mới gì nè. Ha, con Roddy này còn mới lắm. Nó tem của nè, chữ của nó là chữ dập nè, dập nổi luôn ha. Đây con Roddy Printer 160, con này size chắc cỡ tầm khoảng cỡ là 5000 nha nè. Con này cỡ 5000, có con cá luôn, dùng hai bit nha, chạy bằng bật đạn luôn ha. Dòng này bây giờ mà nó còn mới như gì thì đổi tay trái phải luôn. Con này là tay quay, nó tay quay vặn nha, nó tay quay vặn xích cốt nha nè. Đó, dòng Roddy nè, máy quay nhẹ tay luôn. Con này quá trời ngon này, đổi tay trái phải luôn, chống đau ngược nè. Con lặn cước còn sáng chân luôn. Con này này nó nào, con Roddy nè, tiếng Anh không, được sản xuất ở Japan nè. Rồi con Roddy này để cho anh em giá là 350 thôi, mã số là mã số 22 nha. Con này anh em lấy nhanh thì còn nha anh em. Anh em nào mà thích chơi máy kim loại á, không nên bỏ qua con này nè. Tiếp theo là một con nữa, một con máy mã số 23 nè, con Daiwa Bus. Đây Bus 2000 này, dòng Daiwa Bus 2000 nha. Nó cái màu bình của nó có say, cái tiếng này đã lắm. Con Bus mà nó còn sáng gì nè anh em, sáng trưng luôn. Daiwa Bus 2000, con này size tầm khoảng cỡ là 6-7000 á. Đây tay quay của nó, tay quay kiểu nha, nè tay quay kim loại kiểu, có là có carbon nha anh em. Còn là cước nè, còn mấy con này xài rất ít luôn. Dòng bớt này hình như là dòng xuất châu Âu quá nè. Đó, máy quay nhà te nè, anh em thấy không, rất là nhẹ luôn. Tay quay nha, mấy con này là cũng sản xuất rất là lâu rồi mà còn mới gì thì nó cũng giữ gìn lắm. Mà tay qua bớt 2000 đó. Rồi con này mã số là mã số 23, để cho anh em giá là 450 nha. Bớt 2000 là 450. Tiếp theo mã số 24. Đây 24 con máy nào, con máy cổ của Olympic nè. Đây cổ của Olympic, con này size 6-7000 luôn nha anh em. Nè, mô bin sống nè. Đổi tay trái phải, dòng này còn mới cáo luôn anh em. Đây đổi tay trái phải, con này như cũng không, con này cũng cút kia. Trời ơi, quay nhẹ tay luôn trời. Dòng này mà quay nhẹ vậy nè, chống đau ngược nè. À, quay hai chiều. À, chống đau ngược. Này mới quá mới, con này mới quá mới luôn. Con này tên Olympic Cabin ha, size tấp trầm khoảng cỡ, con này size cũng 6-7000 luôn nha. Size con này cũng 6-7000 luôn nè. Rồi mã số là mã số 24, con này giá là 450 nha. Mã số 24
Tiếp theo mã số 25. Đây, mã số 25 là một con Ryobi 4000B. Đây, cước số 0.4 là vô 180m. 0.4 tương đương là cước số rồi. Tương đương là cước số mấy ta? Cước số 6. 0.4 tương đương chắc cước số 6. Cước số 6 vô 200m nha. Đây, cước số 6 vô 200m, con này size 6 đến 7000 nha anh em. Nè, size 6 đến 7000. Máy thằng máy khá là to luôn. 6-7 nghìn, anh em câu biển thoải mái nha. Con này còn khá là đẹp luôn trời. Con này đẹp quá đẹp rồi nè. Con này cướp bằng sứ luôn. Nè, máy quay nhẹ trang. Trời ơi, máy quay nhẹ tên luôn. Thoải dữ rồi nè. Con này còn khá là mới nha. Anh em nhìn cái tay quay nè. Cái tay quay còn sáng bóng luôn nè. Mới cáo à. Nào, Ryobi, hàng Japan nha. Con này máy in Japan luôn. Rồi, con này mã số là mã số 25. Để cho anh em giá là 470.000 nha. 25 này 470.000, con này còn khá là mới luôn. Tiếp theo mã số 26. Đây. 26 này, dòng này thì khá là nhiều anh em thích luôn, dòng ST4 ha, Spotlight ST4, Gatio là 4.7, cái cối thì coi kìa, còn rước nhóc hết trơn nè. Nè, cái cối đẹp keng luôn. Con này mắc một bên tem nha. Con mắc một bên tem, tay quay nè. Dòng này quay nhẹ te anh em. Dòng này quay rất là nhẹ. Đó. Cái tiếng của nó rồi anh em phê đi. Mời liền anh em. ST4. ST4 này sai chắc cỡ 8000 quá. À, cước số 8 vô 210m. 215, cước số 10 vô 175. Con này sai to lắm nha. Con này sai 9 đến 10000 nha anh em. Nha. 9 đến 10000 luôn nha. Đây. Nè. Còn khá là sáng luôn á. Thì con này mã số là mã số 26. Giá để cho anh em giá là 470.000 luôn anh em. Nha, 470.000 luôn. Rồi, quay nhà tay. Tiếp theo mã số 27. 27 là một con máy to, con này size 10.000 nè. Con này được sản xuất ở Taiwan nha. Đây, một con carbon sprinter. Đó, carbon sprinter. Chỗ này là kim loại nha anh em. Con này tổng thể thì có xuất sắc nha. Đây, có xuất sắc. Dòng này khá là châu bò luôn, quay khá là nhẹ. Chống đau ngược nè. Đó. Đó, anh em thích một con máy bự nè, để câu cá to thì mình lấy nha. Mấy câu biển rồi đó, câu ngâm câu đáy rồi. Thì con này không số cước rồi, cước số 7 vô là 170m nha. Cước số 6 vô 200m, cước số 5 vô là 250m nha nè. Đây, printer 10.000. Rồi con này mã số là mã số 27. Giá để cho anh em giá là 450 nha anh em. 450 anh em lấy con máy to. Tiếp theo, đây. Con này là hàng hot đây, hàng hot của dòng kim loại đây nè, khá là nhiều anh em thích mấy dòng này nè, mà nó về lâu lâu nó về được con thôi chứ không có đời nhiều luôn. Một con Daiwa Mikan, em quấn giày cái ha. Daiwa Mikan No 4 nha anh em. Con này No 4 này thì size nó chắc tầm khoảng cỡ là 7 đến 8 ngàn quá nè. Đây, Daiwa Mikan No 4 nè, còn mới nha, còn sáng nha, con này còn sáng đẹp lắm nha anh em. Này. Đây, đó, chống đau ngược, con này tay quay vặn nha, tay quay nó tay vặn xích cốt nha anh em. Này, gặp tay quay rồi, đó, gặp tay quay, nó có chế độ là gặp cái gạt cước luôn, này, gạt xuống, gặp cái gạt cước luôn, ha, đó, có chế độ là có tiếng kêu, tắt tiếng kêu ở đây nữa nè, nó tắt, có tiếng kêu rồi, tắt tiếng kêu nằm đó đó. Có tiếng kêu nè, anh em thích tiếng kêu nè. Đó, có tiếng kêu nè. Quay nhẹ te. Rồi con này Gatio là 4.4 nha. Thông số cước thì cước số 8 vô 150m, cước số 6 vô là 200m. Con này size tầm khoảng cỡ là 7 đến 8 ngàn anh em. Ha, size 7 đến 8 ngàn. Mikan No 4. Đó. Này Japan luôn. Thì con này mã số là mã số 28. Để cho anh em giá là 650.000 nha. Con này 650 cho anh em chơi nha. Mikan. Tiếp theo. Mã số đây, con Olympic này hàng hiếm luôn nè. Con Olympic này. Nè, con Olympic này lâu lắm rồi mới về được con này nè. Đấy, Olympic mã số 29 nè. Đây một con Olympic 131 nha. Olympic 131. Gatio là 4.2. Xong số cước của nó thì cước số rồi
cước số 0.37, cước số 5 vô là 125m, cước số 4 tầm khoảng 150m. Con này size 4.000 nha, con này size có 4.000, có là có vàng luôn nè, còn sáng bóc luôn nè. Nè, máy quay thì khỏi chê đi, quay nhẹ cực kỳ luôn nè, đổi tay trái phải luôn nha, hàng da ben đấy. Rồi con này mã số là mã số 29, để cho anh em giá là 470.000 nha anh em. Con này anh em lấy nhanh thì còn nha. Nè, ít lắm, nó về phải nói là khá là hiếm luôn dòng này. Dòng kim loại này khá là hiếm luôn. 131 Olympic 470.000 mã số 29. Tiếp theo mã số 30. Đây mã số 30 thì em có một con Daiwa XT 900. XT 900. Dòng này thì quay nhẹ tay à. XT 900 này size có 5.000 nha anh em. Nè. Đổi tay chép phải. Rồi con này mã số 30. Giá là 300k ha. XT 900 size 5.000, 300k. Tiếp theo là mã số 31. Đây 31 con XT đẹp quá đẹp luôn. Cũng là XT 850. Con này size cỡ 4.5. 850 được cỡ 4.5, 5.000 nha. Cũng có đó. Nè. Con này cỡ 4.5. Printer còn mới cáo luôn, mới sáng luôn nè. À, chỉ có sức dâm thôi, đổi tay trái phải luôn ha. Quay nhẹ tay. Cặp tay quay ở đây. Mới quay nhẹ tay luôn. Rồi con này mã số là mã số 31. 31 350 nha. 31 đây 350. Tiếp theo mã số 32. Đây 32 33 thì giống nhau. Nè, 32 33 giống nhau, hai con XT 950 size là tương đương là 5.000 nha. 950 này tương đương 5.000. Đó, hai con giống nhau luôn. Còn khá là sáng nha. Đây, em giới thiệu từ con cho. Con 32 nha. Đây con 32 này mới cáo luôn. Nè, tay quay nè. Đó, máy quay vô trơn nha. Nè, máy quay nhà tay. Đó, 32. Bu bin sống nha, ở tay trái phải luôn. 32 này giá là 370.000 nha anh em. Còn 33 thì rẻ hơn, tí. 33 này 350 thôi nha. Cũng là Daiwa Printer XT 950 luôn, size cũng size 5.000 luôn nha. Con này 350. Anh em có điều kiện thì lấy cặp nha. Mã số 32 350, 33 chứ. 33 này 350 nha. Tiếp theo mã số 34. 34 thì em về một con Daiwa Printer XT 900X nha. Dòng này khá là nhiều anh em thích nè. Dòng này nó bền cực kỳ luôn. Tay quay là kim loại đúng gỗ nha. Nè, nó quay nhẹ tay anh em. Dòng này phải nói là thích nhất là mấy dòng XT gì nè. Quay nhẹ tay luôn nè. Rồi con XT 900X này thì size của nó là trong số cước. Cước số 5 vô là 150m, cước số 6 vô là 120m nè. Nếu mà so với Shimano á thì con này là size 5.000, nhưng thật sự con này size tầm khoảng có 4.500 thôi. Ha, có đó anh em. Nè. Con này qua này. Dòng này thì khỏi chê rồi. Rồi, con này mã số 34 nha, giá của nó là 400 nha anh em. Con này 400k. Tiếp theo mã số. Đây mã số 35. Nè, 35 là đâu? Con XX Nu 2 ha, dòng Daiwa XX. Daiwa XX này hàng này. Đây, con này có là cúc to. Dòng này dòng cúc to anh em. Nè. Nha, thì cũng khá là to luôn. To đùng luôn. Nè. Nè, con này có nút là thao tác là mở cối nhanh anh em. Thao tác là mở cối nhanh. Đó. Nè, mua bên sống nha. Con này size tầm khoảng có 3.500 thôi. Con này có 3.500 nha. Nè, máy quay nhẹ tay luôn, tuyệt vời. Đây, máy quay tuyệt vời luôn. Con này cúc to. Nó size 3.500 rồi. Con này cũng là 400 luôn. Mã số là mã số 35. Giá cũng là 400k luôn ha. Tiếp theo mã số 36. Đây, 36 con này mới cáo luôn. Con qua XT 1.500 nha. XT 1.500 này size thật của nó tầm khoảng cơ 6-7.000. Size 6.000 nha. Cứ số 6 vô 180m nha anh em. Con này size 6.000. Mới cáo luôn, mới bóng. Anh em nhìn cái cối nè. Này nhìn ta quay đi. Ta quay sáng trưng luôn.
Rồi tay trái phải nha. Mở về nhà te. Đó. Mua bình sống đổi tay trái phải, con lần cước sáng chân xây luôn. Rồi con này mã số là mã số 36. Để cho anh em giá là 470.000 nha. Con này chỉ có 470.000 thôi. Tiếp theo mã số 37 cuối cùng. Đây 37 cũng là con ST nữa, con ST 3.000, xài thật của nó là tầm 7.000. Con này cước số 7 vô cỡ tầm khoảng cỡ là rồi. Cước số 7 vô 210, cước số 8 vô là 180 nha. Con này xài 78.000 nha anh em. 78.000, con này chắc xài 8.000 á, thật sắc to lắm. Nha, mới nè, siêu mới luôn. Đó, con này giá là 570.000 nha. Chỉ có 570.000 anh em lấy con máy siêu mới luôn. Mới rất là mới luôn. Đó. Ừ. Mã số 37 cuối cùng. Đó. Rồi, chào anh em nha.